này kiều thi ca đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nếu đối với địa giới chẳng an trụ chẳng tu tập tức là an trụ tu tập địa giới nếu đối với thủy hỏa phong không thức giới chẳng an trụ chẳng tu tập tức là an trụ tu tập thủy hỏa phong không thức giới vì sao này kiểu thi ca vì địa giới cho đến thức giới để an trụ tu tập ấy chẳng thể nắm bắt được này kiều thi ca đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nếu đối với vô minh chẳng an trụ chẳng tu tập tức là an trụ tu tập vô minh, nếu đối với hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ, ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não, chẳng an trụ chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não. Vì sao? Này kiểu thi ca, vì vô minh cho đến lão tử sầu than khổ yêu não để an trụ tu tập ấy chẳng thể nắm bắt được này kiểu thi ca đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nếu đối với bố thí ba la mật đa chẳng an trụ chẳng tu tập tức là an trụ tu tập bố thí ba la mật đa nếu đối với tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa chẳng an trụ chẳng tu tập tức là an trụ tu tập tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa vì sao này kiều thi ca vì bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa để an trụ tu tập ấy chẳng thể nắm bắt được này kiều thi ca đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nếu đối với pháp không nội chẳng an trụ chẳng tu tập tức là an trụ tu tập pháp không nội nếu đối với pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt ráo pháp không không biên giới pháp không tản mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh chẳng an trụ chẳng tu tập tức là an trụ tu tập pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh vì sao này kiểu thi ca vì pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh để an trụ tu tập ấy chẳng thể nắm bắt được này Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát, Khi Hành, Bát Nhã, Ba La, Mật Đa, nếu đối với chân như, chẳng an trụ, chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập chân như. Nếu đối với pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng nổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, chẳng an trụ, chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Vì sao? Này kiểu thi ca, vì chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ để an trụ tu tập ấy chẳng thể nắm bắt được. Này kiểu thi ca, đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nếu đối với thánh đế khổ chẳng an trụ, chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập thánh đế khổ, nếu đối với thánh đế tập diệt đạo chẳng an trụ, chẳng tu tập, tức là an trụ tu tập thánh đế tập diệt đạo vì sao này kiểu thi ca vì thánh đế khổ thánh đế tập diệt đạo để an trụ tu tập ấy chẳng thể nắm bắt được